đố mấy bạn luôn á là cái con chim này nè, chị Loan đang vẽ lên cái túi vải thôi, túi xách vải canh vác á, thì cái mặt vải nó cũng rổ rổ ha, nó sần sần ha, mà mấy bạn thấy việc dạy cho chị tỉa cái bộ lông nó mượt không, thấy bộ lông đẹp không? Đố mấy bạn luôn á, chỉ xài cái cọ nào, cái cọ phải của Nhật hay là của Mỹ hay là của nước ngoài hay là cọ xịn không? Đố mấy bạn luôn đó, nói là giật mình á, nói thiệt nó nghe giật mình luôn á, nói giờ chị không có mua mấy cái cọ, chỉ đang xài cái cọ có 3.000 cây à. Nè danh dự luôn nè, này là chỉ mua chỉ nói chứ không phải việc nói nha. Đó, cọ rỡm á, có 3.000 cây đó. Còn á, cái bộ cọ mà hồi xưa việc tặng cho chị á, nó lâu mà cổ lại hy á, là chắc cũng cỡ năm rồi đó. Mấy cọ này cũng cọ bình thường thôi, cọ thường á, kêu là cọ thường á. Đó, có mấy chục ngàn bộ à. Nhưng mà chị á, thấy diễn tả không? Đó, việc cũng xài, việc cũng hướng dẫn cho chị tỉa lông làm sao mà cho nó đẹp. Bởi quan trọng vấn đề là gì? Kỹ thuật bạn tốt, cho dù cái cọ nó có giảm thì bạn vẫn phải đẹp như thường. Còn nếu bạn được cầm cái cọ xịn thì bạn càng vẽ đẹp hơn nữa. Chứ đừng có quan trọng mà tối ngày đi khoe ba cái cọ của Nhật, của Mỹ, mà trong khi cái khả năng, cái tay nghề mình thì vẽ thiệt á, quá xấu, quá tệ luôn. Đưa cái cọ Nhật cũng vậy à. Đó, hiện tại thì ở mấy học trò của mình xài mấy cái cọ cũng bộ thường thôi. Đây, bộ cọ nó mấy chục ngàn bộ nè. Mấy chục ngàn à. Đó, vô là việc cũng tặng cho một bộ. Đó, vô tặng cho một bộ cọ cũng mấy chục ngàn. Đấy, xài được, cũng xài tốt. Chứ không có nó nổi mà quá bèo là 3.000 cây. Nhưng mà bây giờ tại chỉ không có cọ nét nhỏ, chỉ mua cái cọ có 3.000 thì chuyện quyền của chỉ thôi. Chứ còn mình nói có điều kiện thì mình mua mấy cái cọ xịn thì mình xài càng sướng nữa. Thấy không? Đó, vấn đề là gì? Đó, vấn đề là kỹ thuật. Với lại phân tích cho bạn nghe, ở đây là chỉ cũng tập luyện thêm một con chim ở trên vải nữa nè. Có nghĩa là việc dạy chỉ là trên chất liệu bố, trên vải luôn, nghĩa là nhiều cái chất liệu á. Chỉ vẽ lên cái miếng vải này á, chỉ nói là vẽ nó khỏe hơn nữa, dễ hơn nữa, do cái mặt vải von này nó cũng láng, nó láng, nó mỏng, hiểu không, vẽ nó sướng. Còn đây cái túi sách này, cái vải bố mà vải canh vác mà, nó sần sần, nó rổ rổ lên, cho nên là tỉa lông nó rất là mệt. Nó mệt thì mà ta được vậy rồi đó, chưa? Còn nếu mà vẽ vải ra là khỏe nữa. Đấy. Mà tôi nói mình có cái gì thì mình xài cái đó. Ừ, có lúc nào đánh đổ thì mình đi mua thêm cỏ tốt mình xài. Còn lỡ như đang vẽ đó thì không có đi đâu được á, thì thôi có cái cọ gì xài cọ đó luôn, miễn mình diễn tả cho đẹp, cho chất, cho thật, chứ không có dạy kiểu em bé tập tô màu nha. Cũng là dễ chim thôi, nhưng mà không phải dễ kiểu em bé tập tô màu. Không phải thấy con chim có màu gì cái tô cái màu đó lên là cái trong quẹt cái xong vẽ cái đó thì mấy đứa con nít nó vẽ. Thì cái vẽ trên tấm trình bố nó còn khỏe hơn vẽ cái túi này á. Vẽ trên bố á, là tại nó được căng khung, nó cứng cáp rồi. Cái mặt bố á, cái mặt tấm tranh bố á, nó cũng được xử lý lót rồi, nó càng một cái lớp trắng cho bạn rồi. Bạn vẽ trên cái tấm tranh bạn rất là thấy nó khỏe phắn, nó sung sướng đó. Thẳng băng á, mà nó có cán một cái lớp mà lót nền trắng rồi. Vẽ nó lên mau, lên màu nhanh lắm.
kéo, sợi kéo gì cũng dễ. Còn cái túi này á, ngồi kéo lông mệt cũng chết vậy đó. Đừng có nói nha, dễ con mắt của nó thôi nha. Không phải có sống động nó có hồn đó. Đừng có nói mấy bạn nói dễ chim không có hồn nha, bậy rồi. Dễ con gì cũng phải có hồn hết trơn á. Mấy cái hoa cũng phải có hồn nó đựng nó con chim. Phải dễ kiểu tô màu đâu nha, mấy bé tập tô màu. Thì mấy bạn muốn biết là cái chỗ đó dạy làm sao á, cái chỗ đó dạy có được không á, có đàng hoàng không á, có lừa bịp không, hay là có nổ, hay là có nói cái miệng không á. Mấy bạn cứ dòm những cái người ta học á, mấy bạn cứ dòm, mấy bạn để ý mấy người ta đang học á, hay là người ta học rồi đó, người ta vẽ được cái gì, người ta làm được cái gì. Chứ đừng có quan trọng là nhìn cái hình thức bên ngoài á, ấy nó sang chảnh sang trọng. Lớp học mà phải to bự, phải có cửa kính máy lạnh, phải ngồi xuống, đó là cái hình thức bên ngoài thôi. Cái quan trọng mấy bạn đi học vẽ để làm cái gì, mấy bạn đi học vẽ để mấy bạn phải biết vẽ, chứ không phải mấy bạn đi học vẽ là mấy bạn đi được vô ngồi máy lạnh. Bây giờ ở nhà nào không có máy lạnh, xin lỗi, ở chỗ của tôi cũng có máy lạnh vậy, mà chẳng qua xe cộ để ngoài nhiều quá, đóng cửa mở lạnh lên thì không ai coi ngó. Với lại cái chuyện nó không quan trọng, buổi sáng quá mát rồi mở máy lạnh làm gì đó. Hình này nó có hai con chim mà con đực con mái, con đực con mái á chị ha. Này là con đực á, con mái là con dưới nè, con mái bộ lông nó xấu hơn. Chị để ý đi, mấy con chim công cũng vậy nha. Chị thấy mấy hình chim công mình nó học rồi, thấy cái bộ lông nó phùng lên á, nó đủ chứ nha. Nó lông chim đực á. Còn chim công mái á, nhìn nó giống như y con gà tây á, nó bự. Nó bự hơn con gà tây, nhưng mà nó nhìn nó y cái hành dáng nó giống con gà tây, cái đuôi nó cũng vậy, xấu quắc à. Quan trọng là ai tới học người ta cũng làm được nè. Dù người ta mong muốn gì đó thì người ta tới là người ta sẽ làm được nè. Người ta học biết, tôi biết dễ mà, tại người ta dễ được là người ta khoái rồi, người ta thỏa mãn rồi đó, mừng rồi. Đừng có mà lôi cái hình thức bên ngoài qua mà cứ bàn luận rồi so đo, bỏ cái vụ đó đi nha. Mới lạnh mới liếc cái chuyện nhỏ thôi đó, quan trọng là nhìn nè đó, nhìn người ta vẽ nè. Xin lỗi á, giờ có thiện nó có danh dự có mặt là chị học viên này luôn á, chị không có năng khiếu á, không phải là có mặt chỉ mình nói mà sợ chị buồn đâu, thực sự chị không có năng khiếu luôn, chị không hề có năng khiếu luôn, mà chị học hết khóa hoa tới cái khóa chim công rồi rầm gì đó, tới cái khóa phong cảnh nữa, chị vẽ được đâu, 7 cái áo phong cảnh luôn, 7 cái áo dài phong cảnh luôn á. Bây giờ chỉ nói là chỉ thích học thêm mấy cái hình thú, chẳng hạn như mấy con mèo, mấy con chó, hay là thậm chí giờ chỉ thích vẽ hình sư tử, tôi cũng dạy chỉ hình sư tử nữa, miễn là chị thích là việc dạy thôi đó. Chị thích chim, mèo, chó. Mai mốt chị vẽ lên cái áo con mèo cho mấy bạn coi nha, mấy là cái bài sau á, bài này vẽ chim, mấy cái bài sau là sẽ vẽ con mèo nhí nhảnh ha đó. Đây là hai anh em sinh đôi, giống như chỉ rèn luyện á, chỉ rèn luyện trên cái chất liệu túi này, rồi chỉ rèn luyện trên cái vải, rồi chỉ mới có sự cảm nhận. Cảm nhận coi mình vẽ chất liệu đó mình mới cảm trải nghiệm được, mình mới hiểu mình vẽ đây cái túi nó khó khăn như thế nào. Còn diễn tả đó, quan trọng là tôi nói vấn đề diễn tả nha, chứ mấy bạn đừng có nói là mấy bạn cũng vẽ lên túi, như là mấy bạn học chỗ khác cũng vẽ lên túi, cũng vẽ hình chim, mà phải quan trọng coi ta diễn tả làm sao.
như người ta vẽ có hoa cũng vậy á, người ta vẽ dạng 3D nó khác, vẽ hàng chợ khác nha. Vẽ cái hàng chợ là hàng sơ xài thôi, vẽ đơn giản thôi, không có quá cầu kỳ. Đó, tập pha màu hết á, nói chung á, màu đây là màu vẽ trên vải áo dài. Nhưng mà khi mình vẽ một cái con chim này á, nó nhiều màu sắc độ khác nhau lắm. Tại vì cũng dạy cho chị em phải tự pha màu vẽ nha, không có màu nào có sẵn đâu, phải tự pha hết á, pha trộn với nhau á, làm sao cho nó ra cái màu đúng với trong cái ý muốn của mình. Có thể là hình mẫu nó xấu hay nó không có đẹp, nhưng mà mình vẽ mình phải có cái ý của mình nữa, mình cứ mạnh dạn mình làm theo cái ý của mình nữa. Không, chị lật lại chị lật lại cái túi cho em đi, lật lại luôn đó, giống như chị vẽ ngược cũng được đó, sao đâu đó. Rồi chị cứ làm đi, chị vẽ khúc bên đây đi, ảnh hưởng gì đâu, để em quay về cho bà con ngắm rõ rõ một chút. Chị để ngược luôn, đúng rồi, tập gì đó, tập thói quen vậy đó. Mốt ví dụ giờ chị lại vẽ cái áo dài đi, chị đâu có xây vòng vòng được, cái áo dài cho mình trải ra cái mình vẽ là mình cứ đi, mình cứ vẽ ngược giả xu vậy đó, miễn mình nhìn đó là mình hiểu là mình vẽ ngon lành hết. Quay về cho anh ta nhắm rõ con chim. Thì con mắt nó bình thường thôi, nó dễ ẹt à, dễ rất là nhanh, nhưng mà nhìn con mắt nó đã ghê không. Trời ơi, từng cọng lông nó sượt ra nha, từng cái lông dưới cái mỏ nè, rồi cái lông phần bụng nè, cổ nè, ở trên cái đầu nè, đó, trên cái đầu nè, cái lông mà cảm thấy sượt ra không. Mà đây là cái túi sắt vải đó nha, nó dễ tỉa lông mệt lắm luôn á, thiệt kiên nhẫn lắm á, nhưng mà kiên trì đó, ngồi tỉa lông này là kiên trì lắm á.